Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của trường dạy nghề Thanh Xuân. Các bạn thân mến, điện lạnh là một trong những ngành nghề gắn liền với sự phát triển của kinh tế đất nước ta. Với nhu cầu sử dụng các thiết bị điện lạnh tăng cao như vậy, nó là một động lực thúc đẩy cho những thợ sửa chữa điện lạnh mở cửa hàng kinh doanh cho riêng mình. Vậy học xong nghề sửa chữa điện lạnh, sau khi ra trường thì chúng ta nên đi làm luôn hay mở cửa hàng? Thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng với cả Duyên chúng ta cùng phân tích xem là học xong nghề điện lạnh chúng ta nên mở cửa hàng hay đi làm luôn các bạn nhé. Vì vậy nếu yêu thích video này, đừng quên like, subscribe và đăng ký kênh để cùng có thể theo dõi các hoạt động của nhà trường cũng như là ủng hộ Duyên các bạn nhé. Học xong nghề điện lạnh nên đi làm luôn hay mở cửa hàng? Nó sẽ còn tùy thuộc theo quan điểm, khả năng tay nghề và điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Bởi sau khi ra trường, mỗi bạn sẽ có một định hướng riêng cho mình. Bên cạnh khả năng tay nghề, mỗi người cũng sẽ có những điều kiện gia đình cũng như khả năng về kinh tế là khác nhau. Việc nên đi làm luôn hay mở cửa hàng thì bạn cần phải tính toán kỹ lưỡng sao cho hợp lý và hiệu quả. Với góc độ là một cơ sở đào tạo, nhà trường luôn khuyến khích các học viên có các định hướng đi học viên sau khi tốt nghiệp khóa điện lạnh. Các em nên đi làm một thời gian bên ngoài để có thời gian trước khi mở cửa hàng kinh doanh. Để mở được một cửa hàng kinh doanh điện lạnh, hiệu quả nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như khả năng tay nghề chuyên môn vững để có thể nắm bắt được các đầu việc, quản lý toàn bộ cửa hàng, máy móc cũng như nhân viên. Bạn cần chuẩn bị một số vốn nhất định cho việc mở cửa hàng kinh doanh. Chuẩn bị mặt bằng để có thể mở được cửa hàng thuận lợi như là gần khu dân cư, đông đúc người dân sinh sống. Tìm nguồn nhập hàng uy tín, chất lượng với giá cả hợp lý. Có chiến lược kinh doanh, quảng cáo để công việc buôn bán thuận lợi và hiệu quả. Khi mới ra trường, dù bạn có tay nghề tốt đến đâu thì kinh nghiệm và khả năng quản lý còn thiếu sót rất là nhiều. Chính vì vậy, thay vì chúng ta vội vã mở cửa hàng ngay khi ra trường thì các bạn nên dành thời gian đi làm thêm ở bên ngoài, có thể là từ 6 tháng đến 1 năm hoặc 2 năm. Từ đó giúp cho chúng ta có thêm thời gian tích lũy thêm kinh nghiệm, khả năng cũng như sự trưởng thành nhất định trước khi bắt đầu công việc kinh doanh của mình. Qua phân tích ở trên thì chắc hẳn các bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi học xong nghề sửa chữa điện lạnh nên đi làm luôn hay mở cửa hàng.